tên là Trương Bảo Châu. Con học lớp 6A2 trường Trung học cơ sở Việt Hưng. Ba mẹ con khi đã tìm hiểu về trung tâm và con, nhà con ở Long Biên cách đây tận 45 phút đi xe máy. Tuy thế nhưng bố mẹ vẫn đưa con đi đầy đủ. Khóa đầu tiên con học khóa 3-1 luyện giọng phát âm ở tại trung tâm Alex Vương. Cô Alex rất nhiệt tình, các cô chú ở đây hiền lành và hay giúp đỡ con trong việc học tập. Trong khóa học này thì con đã học được rất nhiều điều. Con mong sau này con học tiếng Anh thành thạo và giúp ích cho xã hội. Ước mơ của con sau này là làm một nhà đầu tư của trung tâm lớn. Xin chào các bạn.